Và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad. Và khu nhảy của mình thì vẫn là cảng thôi, khu vực mà luôn luôn đông đúc thôi. Thì trận này thì mình nhảy ở đây thì đấy, vừa là anh cảm thấy đấy, có mấy thanh niên đáp xuống ở đây rồi. Mình đang định giới thiệu thì nhặt được luôn rồi. Thì ngày hôm nay thì cái phiên bản VNG thì nó tặng cho anh em cây UMP nâng cấp level 5 đấy. Thì hôm nay thì mình cầm vào đây để test xem nó như thế nào. Rồi, bạn không có súng thì bạn đi chết đi. Ui, bốc cái khói nghi ngút, có cả hiệu ứng kìa. Được thực sự. Nhưng mà mình thấy thì cây này nó khá giống với cái cây hiệu ứng của cây AK-7C. Thì trước mình cũng test rồi, nâng cấp level 7. Nó chỉ khác là không có hòm mà thôi. Tại vì là nâng cấp lên level 5 thôi thì chắc là không có hòm. Anh Giai đi đâu vậy anh Giai? Ui, bỏ trốn làm sao được bạn? Đi đâu được bạn? Hiệu ứng tiêu diệt được địch với hiệu ứng hòm của địch khá là đẹp. Trong này có một tên. Nào ra đây. Bước ra đây này. Cầm shotgun đi công ai bậy bạn. Còn một tên nữa. Đây đang sau cái thùng này đúng không? À đủ. Mình cứ tưởng nó sau cái thùng này, hóa ra nó ở bên cũng sau cái thùng này nhưng mà nó bên trong anh em ạ. À chạy vào đây à? Nào. Chạy vào đây làm cái gì? Uầy, thế là mình cứ tưởng là một team nguyên chứ, hóa ra là thanh niên này vẫn team khác anh em ạ. Trong cảng này còn khá là đông. Bắn nhau kinh đấy. Thì theo như mình đánh giá cái cây UMP này thì nó ngoại trang của nó không được gọi là màu mè cho lắm, nhìn như cái quần què vậy anh em ạ. Chỉ được mỗi cái hiệu ứng thôi. Anh em nhìn không? Cầm trên tay mà nó chả có tí màu gọi là sắc đẹp gì cả. Đây bên này có mấy tên mấy cái thanh niên bắn này. À đây rồi. Đang chạy kìa, nằm xuống rồi hay sao anh em ạ? Đi đâu vậy anh Giai? Nhảy nhót. Ui ôi, hơi giật. Nào, trốn vào gốc cây rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tìm cách đẩy sang. À, có tiếng bên trái. Trên thùng công. À, trong cái thùng. À, chạy ra này. Chạy ra này bạn. Nào, bạn của cậu đâu? Trung Quốc à? À đây rồi, bạn nó sang. Nào bước ra. À, khủng long Godzilla này. Ui, clear luôn mấy cái ông thật này. Ui, đạn chín nhiều thế. Ui, bên kia bắn nhau căng như giang lạc anh em ơi. Tớ xem mấy ông thần này có cái gì. Thêm quả bụng quả nết. Đây, mình đẩy sang. Các bạn cứ bên đấy, mọi việc cứ để mình lo. Các bạn không phải làm gì cả. Mình sẽ tiễn các bạn. Ô, ngon. Vừa lại còn KS được thêm một mạng. Mình sẽ tiễn các bạn đi nhanh nhất có thể luôn. Đâu rồi mấy anh Giai? Hello bác Tài. Hello mấy anh Giai. À đang ngồi nút đồ này. Nút đồ này. Cháu. À, ngồi đây này. Hai tên Trung Quốc luôn. Hợp lý thực sự luôn. Được thực sự luôn. Ngon thơm ngọt canh xương ống mà đậm đà thịt thăn. Thế là bên này có hai thanh niên thì mình sang luôn. Không phải nói nhiều này. Múa lửa đi bạn ơi. Tặng cho bạn coi như thế là quả Molotov. Bò đi đâu này. Hiệu ứng trời. Hiệu ứng tué tué ở bên trên cái hiệu ứng mà tiêu diệt địch ấy. Khá là đẹp anh em ạ. Tại vì là cái nick của mình này nhận chậm. Mình có nghĩa là cái bản VNG nó nhận chậm. Gọi là anh em nhận trước một ngày, hôm sau mình mới nhận. Ok thôi mình đi thôi. Mình sẽ vào trong cảng cái nút đồ. Úi ơi, có tiếng trong kho. À, lại một thanh niên lây nhây ở trong này à. Hello anh Giai. Vẫn đang chạy ở trong kho anh em ạ. Hình như kho 2. Ơ. Ngó ngắm nghía cái gì vậy thanh niên? Từ để mình gạt luôn cho được việc này. Bạn đỡ KS của mình. Đây trong kho 2 này thôi. Vẫn đang lây nhây. Nào, bước ra. Bước ra đây. Úi giời ơi. Nó lại dễ. Mình nhảy ra mình sấy nó cứ phải gọi là nét nẹt luôn. Có cả K luôn này. Đổi luôn cây K. Cầm UMP mấy K98 X8 các thứ đầy đủ luôn. Được thực sự. Ra xem xác con bot này có cái gì. Kiếm phụ kiện anh em ơi. Mình phải lắp thêm cái phụ kiện
giảm thanh và bắn nghe nó mới phụt 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 có tiếng này. Có tiếng này. Lại thêm một con bot nữa. Nâng tổng số kill của Linh ATM lên là 12 kill. Được thực sự. Clear xong cái cả kiếm được 12 kill là cũng ấm rồi. Xem thanh niên này có phụ kiện không. Vẫn chưa có băng đạn luôn. Con bot này cũng chả có gì. Xem lại xác của mấy thanh niên này có cái đầu nòng gì không. Rồi không có rồi. Thôi mình đi săn thính luôn. Đi tìm người. Đây nãy mình đi tìm thì mình có thấy con xe lag ở trên này. Kìa kìa đang lây nhuây kìa. Mình nhìn thấy cái đầu của nó rồi. Nào thò ra. Đây là cái đầu con xe anh em ơi. Từ từ mình sẽ mở một góc vòng xuống để hốt được cái thanh niên này. Không biết là có mấy tên nhưng mà hoa thơm là cứ phải đánh cả cụm luôn. Không phải nói nhiều với mấy cái thanh niên này. Hello bác Tài. Bác đang ngắm nghía gì ở trên cái đỉnh núi này vậy? Mình... À đây rồi. À vẫn đang ngắm nghía. Ngắm nghía cái gì? Ngắm nghía cái gì? Ủa ôi. Cây UMP sấy tầm trung với tầm hơi xa thì nó hơi yếu. Má một mả đạn mới chết. Nào xem thanh niên có gì. Hy vọng có... Ui giời ơi, chả vì hy vọng có quần què gì. Nghèo rớt mùng tơi ra. Chu trà mạ ơi. Nên đây làm gì không biết. Thôi mình lại tiếp tục di chuyển thôi. Đây, công vào trong khu... À, vừa nãy lúc nãy mình có nghe tiếng súng của bên này. Ui, có xe. Ui, bốn thằng. Thôi anh ơi. Thôi anh ơi. Anh gì ơi, chúng ta là bạn. Ui, bình tĩnh. Ui. Đau anh ơi. Bọn mình là bạn anh ơi. Ui, mày quá. Trong nhà, trong khu này đang có người. Nãy mình nghe thấy tiếng súng nên là ok đang bắn cái bọn trong khu nhà chứ không phải nó đuổi mình là mình toang rồi. Trời ạ, chúng ta là bạn thôi. Làm gì với anh căng thẳng vậy? M249 các thứ sấy đau vãi trưởng. May mà có một gọi là một team ở trong này nó đỡ cho mình chứ không là quả đấy nó giật mình là mình toang. Mình còn một chấm máu mà bên kia bốn thằng lận. À trong nhà này. Đây, tặng cho bạn quả lửa này, múa lửa đi. Kinh sấy ghê đấy. Sấy ghê đấy này, múa lửa đi bạn. Mình tiếp thêm coi như thế là động lực cho các bạn băm nhau. À, rồi mình thấy một thằng ở bờ sao. Nào bước ra, mình bước qua đời nhau. À đây rồi, ra đút đồ. Nào. Mình bước qua đời nhau. Ủa ôi, chúng đạn thế mà không chết. Vô lý thực sự này. À công sang rồi. Một tên công sang. Rồi công sang đấy. Ui bạn lại công nhầm người rồi. Nào bạn bước vào đây. Để xem bạn chết hay mình chết. Nào ra đây. Hello bác Tài. Bạn công ra đây. MK này. Một tên nằm xuống. Bọn này rất giàu anh em ạ. M249 AUG MK. Như vậy là bọn này cũng gọi là một team tay to. Đi đút thính nãy giờ. Còn 3 tên nữa. Team này đủ 4. Không thể coi thường được. À, quăng nết ạ. Các bạn vào hết đây. Xem nào mấy ông này đi đâu. À, bước ra rồi. Bước ra đây. À, ui sai lầm. Có chú khỉ. Sai lầm của bạn này. Ủa ôi, quả đấy mình lag thôi. Nhưng bạn chết luôn từ đầu rồi. Này thì lương bổng này. Ủa ôi, nó công lên rồi. Không được. Té anh ơi. Em xin lỗi anh ơi. Em chỉ trích mấy viên đạn thôi anh ơi. Không, đừng anh ơi. Em còn vợ trẻ con già anh ơi. Mày. Em bơm máu xong rồi chúng ta lại bàn tiếp. Ui, làm gì mà căng thẳng thế mấy anh trai. Em ăn có được có 2 mạng của bọn anh mà. Bọn anh có 4 mạng. Em chỉ có 1 thôi, em ăn 2. Anh vẫn còn 2. Quá là gọi là công bằng rồi. Khi nào các anh còn 1 đấy thì các anh mới tính chứ. Đây này, có một thằng ở đây này. Này thì nằm ở đây này. Thanh niên này bị ai nốc không biết. Mình cứ tưởng nó nằm. Thế là gọi là lại thêm một. Có xe đằng sau mình. Lại thêm một mạng easy. Chả phải làm gì. Ngồi chơi sơi nước thêm một mạng. Còn 2 tên bên này nữa. Hết sức phải cẩn thận anh em ạ. Tầm này các thanh niên này mình giết được 2 tên đồng đội của nó rồi. Nên là mấy thanh niên này máu lắm. Không thể được.
mình cứ phải bình tĩnh. Từ từ thì khoai mới nhừ, từ bình tĩnh thì mới lĩnh được phao câu anh em ạ. Bây giờ đang ngồi đây sợ đằng sau kia nó chích cho viên ốp vào đầu. Úi xổ ôi, nó này gọi là phê không quên nối về. Rồi thấy ai vậy? À thấy một thằng chạy qua đường. À đây rồi. Bình tĩnh anh ơi, đừng chạy anh ơi, đừng chạy anh ơi. Ui trời ơi, lại KS được một mạng nữa. Ui nó lại easy quá. Bọn này là đang vào cái gọi là cái giây phút cay càng cay luôn. Mình đã giết được hai tên đồng đội của nó rồi, còn KS mất mạng của hai bọn nó nữa. Tầm này là bọn nó cay lắm rồi, bọn nó đang nung nấu cái ý định giết người. Kìa kìa, thò súng kìa. Đây mình sẽ vòng lên bên trên, mình sẽ vòng lên một cái góc rộng, tại vì mình biết nó ở đâu rồi, nó ngồi sau cái viền tường. Đây rồi, mình sẽ vòng lên hẳn một cái góc rộng là nhìn được vào cái vị trí của hai thanh niên đấy. Đây này, mình vòng lên tận trên này luôn này. Tầm này nhìn thấy chưa nhỉ? À chưa nhìn thấy. Phải vòng rộng lên bên trên này rồi anh em ạ. Tầm này chắc chắn là nhìn thấy rồi. Mình vòng thêm một đoạn sang bên trái là nhìn thấy hai cái tên này đang đứng thôi. Nào, hello bác tài. À thấy rồi này, thấy rồi này. Ê, cái tay cái đầu. Ê, vẫn chưa góc bắn anh em ạ. Nào. Ui. À đủ, nó biết mình lên rồi. Không được, thôi thôi thôi, té té té, nó biết mình lên rồi. Đứng trên này hơi trống. Lại xuống. Anh ui, bình tĩnh anh ơi. Anh ơi, em có nhìn anh đâu. Em có làm gì anh đâu. Thôi 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 nhá. Đậu phộng các anh luôn. Trời ạ. Em có làm gì các anh đâu mà các anh căng thẳng vậy? Em đang nhìn bọn trong này mà. Không nhìn đẻo mấy anh. Mấy anh căng thẳng quá. Bọn anh vẫn đang ngồi im một chỗ anh em ạ. Không biết ngồi làm gì. Đang chắc là đang tâm sự rồi. Tâm sự gì cái tầm này, lao lên mà bắn đi này. Em cầm UMP thôi. Em test cái UMP xem nó dư nào thôi. Không, á, ngoài. Được rồi, vòng sang bên này là kiểu gì bắt được nó này, đối diện nó luôn này. Làm bình nước đã. Bọn này đang có một gọi là nhu cầu đẩy lên rồi. Nào đẩy ra đây, đẩy vào đây. Đẩy vào đây này. Lại cầm MK này. Một tên nữa nằm xuống. À, nằm cỏ này. Ui, đau, bình tĩnh. Anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. À chuồn à. Anh hết sức bình tĩnh nào. Chúng ta không lên vội vàng quá vậy. Chúng ta không lên làm nhau đau. Nào. Thế là cũng mình bắn vu vơ cũng trúng một viên. Nào bước vào đây. Mình bước qua đời nhau rồi làm nhau đau. Trời ơi, một mình mà quay cái team này trọng hết cả mặt. Mấy thanh niên này đang đau hết cả đầu đây. Một tên nữa thôi, một tên duy nhất. Á đủ, trên này có tiếng súng cầm bắn lục này. Không được, mình đứng đây là không an toàn. Ở đâu rồi? À, thanh niên này chạy về chỗ cũ rồi. Từ từ đã. Hello bác tài. Ơ, hình như nằm đây à? Ui, không phải. Trời ạ, mình thấy nó đậm, mình tưởng là thằng đồ cỏ làm đấy. Ui, mình đợi thêm 0,1 giây nữa thôi là mình nó chạy ra là nó chết với mình rồi. Đây, mình vòng vào đây. Mình lại vòng ra đây để bắt thanh niên này. Lại sau viền tường. À, chạy ra đây à? Nào, bước vào. Mình bước qua đời nhau. Ui giời ơi. Phước chiêu à. Ui, bọn này giàu thực sự, toàn đồ khỉ rồi nà. Các thứ. À đủ. Mình thấy một thằng nằm ở trên. Ơ, đúng rồi. Nằm đây này. Ui không trúng à. Vô lý. Ui lag rồi. Ui thôi. Không được. Ui bo co rồi. Mình vào bo rồi. Đi thôi. Đây mình vào trong khu nhà này. Ui rồi. Có tiếng bắn luôn đấy. À đủ. Đây nó ở trong nhà này. Ôi. Ui căn nhà này không được. Không, căn nhà này bị điếu chơi anh em ạ. Căn nhà này mình chết bao nhiêu lần rồi. Tại vì là cái cầu thang của nó rất chi là điếm. Nó ké cầu thang là rời lên. Cái cầu thang này nó khốn nạn lắm anh em ạ. Ui mình tiếp tục trong bo này. Tặng cho bạn quả bom này. Vui lên bạn ơi. Quẩy đi em bạn.
Đây, lúc mình khá đủ, mình đang định nói lúc mình chạy thì bọn này ở trên đồi nó bắn mình đây. Nào, bây giờ bước xuống đây. Có một tiếng chân ở bên trên đồi rồi. Chỉ cần bạn nhúc nhích thôi, mình đảm bảo với bạn là bạn... À, nằm kìa. Úi giời ơi, thò kìa. Nào, thò này. Bạn chết pha này rồi. Bạn chết rồi này. Này thì thò này. Á đủ, mình đi anh dai. Làm gì đây, căng vậy. Rồi, một thằng đằng sau nhảy xuống rồi. Thêm cho bạn vài viên này. Thêm cho bạn thêm viên nữa này. Chạy này. Úi giời ơi, hết đạn. Tên đằng sau mình nhảy xuống rồi. Như vậy còn một tên này với hai tên bên trên. Từ từ, mục tiêu gần là phải tiêu diệt trước. Mình đã nói rất nhiều rồi, là phải giết được cái thằng gần này. À, quăng bom à. Nó chạy sang bên nhà bên kia rồi. Đây, bạn quăng bom thì mình cũng cho bạn ăn bom này. Bạn trong nhà đúng không? Tặng cho bạn một quả này. Quẩy đi bạn. Ủ tai chưa? Cho bạn. À, thanh niên này chạy về đằng sau rồi. Chạy ra ngoài sau nhà rồi. Sau nhà. Á đủ, nằm này. Nằm đây này. Rồi xong. Vậy là còn 1v1. Anh lên cái bên trên đồi thôi. Á đủ, nó chạy vào rồi. Á vào nhà rồi. Á ngồi trong cái phòng nhỏ. Ngồi phòng nhỏ bên phải. Bên phải. Ok. Mình uống xong bình nước mình công vào luôn. Ngồi trong nhà bên phải. Đây là cái nhà bên phải này. Nào, bước ra. Bạn bước ra đây. Ui. Ôi, cuộc đời vãi nồi anh em ạ. Mình phán đoán sai vị trí. Mình nghe thấy nó chạy vào, mình cứ tưởng nó ngồi trong cái phòng nhỏ bên phải cơ. Hóa ra lên cầu thang rồi. Quá đen anh em ạ. 21 kill, top 2. Quá buồn. Ui, 3k1 nào. Ok, clip của mình cũng dừng lại đây thôi. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và comment ý kiến ở phía bên dưới nha. Cảm ơn mọi người.